trở lại với kênh Alex tìm khám phá thế giới. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà một thành phố rất là xinh đẹp ở phía bắc của bang Washington, nước Mỹ. Đây là thành phố với tên là Leavenworth. Đây, thành phố này nằm ở phía bắc của bang Washington, cho nên ở đây khá là lạnh. Hôm nay đang là trời mùa thu nhưng mà nhiệt độ ngoài trời đang là âm 2 độ C và buổi tối thì là âm 10 độ C. Và thành phố này thì được thành lập từ năm 1906 và nổi tiếng với những cái người mà nhập cư từ nước Đức và thị sĩ đến phía bắc của nước Mỹ, và họ xây dựng với một cái nghề đó chính là khai thác và sản xuất gỗ, cho nên ở đây đã từng có một nhà máy sản xuất gỗ lớn thứ hai của bang Washington. Và sau đó thì đến năm 1950, do nhà máy gỗ đã đóng cửa và rất nhiều các cái cửa hàng đã di rời phố Seattle của bang Washington, cho nên là nền kinh tế của thành phố Leavenworth đã giảm sút. Và sau đó 10 năm, năm 1960 thì có một số doanh nhân ở Seattle đã đến đây và quyết định là xây dựng ý tưởng là thành phố này xây dựng thành một thành phố và phát triển du lịch, xây dựng với phong cách của Tây Âu, bởi vì chủ yếu những người gốc Âu họ sống ở đây. Và đây là một thành phố đẹp vào thì thời gian nào trong năm, nhưng đặc biệt là đẹp nhất vào mùa thu và mùa đông. Ở đây có một khu trực tiếp rất là lớn, và đặc biệt bây giờ là mùa thu, cây chuyển lá nhưng mà đã có tuyết rơi trắng xóa rồi, cho nên bây giờ mình sẽ mời cả nhà đi khám phá Leavenworth nhá. Thank you.
Thank you.
nếu các bạn muốn đến du lịch ở thành phố này và muốn chia sẻ một vài cái kinh nghiệm khi đi du lịch thì cứ comment ở bên dưới video, mình sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn.